Xin chào tất cả mọi người. Chúng ta tiếp tục học giáo trình Edito A2 chương 10. Và ở trang 144 chúng ta có một tài liệu học tập document. Đề tựa của tài liệu này đó là Giverny. Giverny là một tên riêng của một làng rất là nhỏ nhưng mà rất là nổi tiếng. Và bây giờ chúng ta coi nội dung của tài liệu này để xem Giverny có gì đặc biệt. Giverny est un petit village médiéval connu pour ses jardins et la maison du peintre Claude Monet. Giverny là một ngôi làng nhỏ thời Trung Cổ, được biết đến nhờ những cái vườn của nó và nhờ cái ngôi nhà của họa sĩ Claude Monet. Như vậy chúng ta có tính từ medieval là thuộc về thời Trung Cổ và danh từ của thời Trung Cổ là Le Moyen Âge. Tính từ là medieval. Như vậy đây là một ngôi làng được xây dựng từ thời Trung Cổ. Nó được biết đến nhờ các cái vườn của nó và nhờ cái ngôi nhà của họa sĩ Claude Monet. Claude Monet là một họa sĩ rất là nổi tiếng. Và chúng ta thấy danh từ peintre là một họa sĩ, nhưng mà đồng thời nó cũng có thể nói là một người thợ sơn, một người có cái nghề là thợ sơn, đi sơn cửa, sơn nhà. Cette maison que Monet a découverte au hasard au cours d'une promenade possède une façade rose au volet vert. Ở trong bài này người ta áp dụng cái accord của participe passé. Ở đây chúng ta thấy découvert thì nó có ơ và phát âm là découverte bởi vì đứng trước nó là một COD. Pronom relatif que nó có chức năng làm COD. Nó thay cho chữ đi trước để làm COD cho động từ đi sau. Động từ đi sau là động từ découvrir, ngôi nhà mà Claude Monet đã khám phá ra, đã biết tới. Như vậy biết cái gì? Biết cờ, cờ này thay ngôi nhà. Như vậy trong đại từ cờ này, pronom relatif cờ này, nó có một cái ý là feminine singulier, do đó nó có cái sự phù hợp về giống và số, tức là accord với participe passé. Như vậy cờ này là feminine, découverte phải có ơ. Cette maison que Monet a découverte au par hasard au cours d'une promenade. Par hasard, một cách vô tình, một cách ngẫu nhiên. Au cours d'une promenade, au cours là trong khi, là tương đương với là pendant, trong một chuyến đi dạo. Cái căn nhà này nó có possède une façade rose au volet vert. Façade là cái mặt tiền của căn nhà. Một căn nhà nó có cái mặt tiền, cái mặt trước của căn nhà màu hồng và có những cái cánh cửa màu xanh lá cây. Chúng ta thấy đây là hình của ngôi nhà của Claude Monet này. Các cái tường, cái mặt tiền của nó là màu hồng như thế này. Chỗ này các cái tường là màu hồng và các cánh cửa thì màu xanh lá cây. Một cái cánh cửa là vô lê, hai cánh cửa là hai vô lê. Il a transformé à sa manière. Il, đây là ông họa sĩ Claude Monet. Ông ta đã biến đổi cái căn nhà này theo cái cách của ông ta. Như vậy ở đây chúng ta thấy participe passé transformé nó cũng có thêm ơ bởi vì đứng trước nó là một pronom làm complement. Et la posthôme này thực chất nó là la, nó thay cho cái căn nhà này. Như vậy đây là la, la là một pronom feminine đứng trước participe passé thì participe passé này phải thêm ơ. Ông ta đã biến đổi căn nhà này theo cái cách của ông ta. Monet, sa femme Alice et le petit enfant s'y sont installés. S'installer là tới để mà ở hoặc là định cư. Ông Monet và ông ta là Alice cùng với 8 người con đã tới ở trong căn nhà này. Y là trong căn nhà này. Đây cũng là pronom complement để nói về nơi trốn. Vào năm 1883, en 1883, l'artiste a créé son atelier au rez-de-chaussée. Ở tầng trệt của căn nhà này thì họa sĩ Claude Monet, artist là nghệ nhân. Nghệ nhân Claude Monet, chúng ta gọi là họa sĩ Claude Monet, đã tạo ra một cái xưởng ở tầng trệt. Et il a peint jusqu'à sa mort en 1926. Và ông ta đã sơn, ở đây chúng ta là vẽ bằng màu nước. Ông ta đã vẽ các cái bức tranh cho tới khi ông ta qua đời vào năm 1926. Vì y này cũng là nói một cái nơi trốn, tức là trong căn nhà này. Ở đây y là cái xưởng ở tầng trệt. Ở đây chúng ta nói là ông ta đã tạo ra một cái xưởng ở tầng trệt. Cái y này là ở tầng trệt, ở trong cái xưởng này. Le village et ses alentours attirent chaque année un demi-million de visiteurs.
ngôi làng này và các cái cụm vùng phụ cận. Danh từ Les Alentours là một danh từ luôn luôn ở số nhiều miền phụ cận. Ngôi làng này và cái vùng xung quanh hàng năm lôi cuốn tới một nửa triệu du khách. Les ressources de ce petit coin de Normandie ne s'arrêtent pas là. Ressources là cái nguồn lực, các cái nguồn lực, các cái tài nguyên của cái một cái làng ở trong cái góc nhỏ này của vùng Normandie không có dừng ở đó. Và người ta để hai chấm để mà giải thích: La région offre des sites archéologiques. Ở đây chúng ta đọc CH bằng K, archéologique là khảo cổ. Cái làng này ở của vùng Normandie này còn đưa ra, còn cung cấp cho những cái nơi về khảo cổ, cung cấp cho những cái lâu đài prestigious tuyệt vời, nổi tiếng, cung cấp những cái khu vườn cũng là tuyệt vời, des jardins merveilleux et de riches musées, và cung cấp cho những cái viện bảo tàng rất là phong phú. Tức là ngoài cái khu nhà của Cốt Môn Nê thì còn có những cái khu để mà khảo cổ, rồi những cái lâu đài rất là đẹp, những khu vườn thì tuyệt vời và những viện bảo tàng phong phú. Ở bên trên chúng ta vừa nghe nói là cái khu nhà này, cái khu vườn này, cái làng của Cốt Môn Nê này nó nằm ở trong một cái góc, ở một góc tức là nó không có nổi bật lên của vùng Normandie. Chúng ta coi bản đồ của nước Pháp phân chia các vùng. Ở mỗi màu như thế này, chúng ta gọi đây là một région, là một miền. Một miền này là một cái đơn vị hành chính có ranh giới rõ ràng, có cơ quan hành pháp, lập pháp rõ ràng. Và mỗi région, tức là mỗi miền này, thì gồm có nhiều département. Ở trong mỗi vùng này, nó có nhiều département. Và département, người ta định nghĩa là một đơn vị hành chính và tương đương như là cấp tỉnh của Việt Nam. Như vậy, cái vùng này, région này rất là to. Ở đây chúng ta đang nói tới vùng Normandie. Như vậy, cái làng Giverny nó nằm trong vùng này, cái vùng màu xanh lá xanh xanh dương này ở trong vùng Normandy. Và bên phải chúng ta thấy một trong nhiều cái bức ảnh nói lên khu vườn của Claude Monet. Đây là một cái cảnh khu vườn và còn nhiều rất cảnh khác. Và một trong những cái ở đây, xin lỗi, đây là cái cảnh của cái làng Giverny, không phải của riêng ông Claude Monet, của làng Giverny. Sau đây chúng ta đọc lại tài liệu này một lần, rồi trả lời các câu hỏi. Giverny. Giverny est un petit village médiéval connu pour ses jardins et la maison du peintre Claude Monet. Cette maison que Monet a découverte par hasard au cours d'une promenade possède une façade rose au volet vert. Il l'a transformée à sa manière. Monet, sa femme Alice et leurs 8 enfants s'y sont installés en 1883. L'artiste a créé son atelier au rez-de-chaussée et y a peint jusqu'à sa mort en 1926. Le village et ses alentours attirent chaque année un demi-million de visiteurs. Les ressources de ce petit coin de Normandie ne s'arrêtent pas là. La région offre des sites archéologiques, des châteaux prestigieux, des jardins merveilleux et de riches musées. Trước khi qua phần thứ hai, tức là trả lời các câu hỏi, chúng ta để ý trong câu cuối. La région offre des sites archéologiques. Đây chúng ta có thứ nhất là mạo từ không xác định đề. Des châteaux, những cái lâu đài. Des jardins, những khu vườn. Nhưng mà sau cùng chúng ta không phải là thế đề nữa mà là đờ. Lý do là bởi vì nó vẫn là đề, nhưng mà đứng trước một tính từ thì nó biến thành đờ. Ở đây thực chất nó là đề ở trên 1, 2, 3, 4, 4 đề. Nhưng mà chữ đề sau cùng này nó đứng trước một tính từ thì nó phải lược đi và nó biến thành đờ. Đó là một quy tắc về ngữ pháp. Và bây giờ chúng ta đọc phần đọc hiểu Comprehension écrite. Chúng ta đọc bài text ở bên trên và trả lời các câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: Observez le plan de Giverny. Quel site peut-on visiter dans ce village? Các bạn hãy quan sát cái sơ đồ của làng Giverny. Rồi người ta có thể tham quan những cái cảnh quan nào ở trong cái làng này. Ở những địa điểm mà người ta có thể tham quan thì đã được ghi dấu ở trong này. Chúng ta coi từ bên phải qua bên trái. Ở đây chúng ta thấy đây là một cái
làng Musée. Đây là cái cảnh quan ở trong cái làng này. Bên dưới chúng ta thấy đây là Musée des Impressionnismes, đây là viện bảo tàng của những họa sĩ ở trường phái ấn tượng. Và đây chúng ta thấy có Maison du Tourisme. Rồi chúng ta tới một khu vực nào mà muốn biết các cái địa điểm để tham quan rồi nhiều chi tiết khác thì chúng ta nên tới một cái cơ quan gọi là Maison du Tourisme, cơ quan về du lịch. Ở đây chúng ta thấy có một cái hình, đây là Village Medieval, ngôi làng được xây dựng thời Trung Cổ. Nếu đi xa hơn nữa theo mũi tên này thì chúng ta sẽ tới Chateau Gaillard. Ở đây chúng ta không thấy thể hiện ở trong plan này, đi về hướng này, đi về Chateau. Và chúng ta đi về phía nam, Site Archéologique de Gisacum. Ở đây chúng ta không có thấy thể hiện ở trên sơ đồ này, nó ở phía nam. Và như vậy là những cái nơi mà chúng ta có thể tham quan khi đến Giverny. Câu hỏi số 2, pourquoi le village de Giverny est-il célèbre? Tại sao cái làng Giverny nó lại nổi tiếng? Il est situé dans quelle région? Nó nằm ở trong vùng nào? Chúng ta trả lời cái làng này nó nổi tiếng là do nó có những cái khu vườn rất là đẹp, và ở trong làng này thì có căn nhà của họa sĩ Claude Monet, và cái làng này nó nằm ở trong vùng Normandy. Normandy ở đây, và chúng ta để ý chữ region không phải là một cái vùng chung chung mà là một cái vùng có địa giới rõ ràng, có cơ quan hành pháp và lập pháp. Chúng ta trả lời như sau. Ce village, chúng ta nói vắn tắt là ce village est célèbre car on y trouve, bởi vì người ta tìm thấy ở đó, de beaux jardins, những khu vườn rất là đẹp. Chúng ta có thể dùng tiếng từ là merveilleux cũng được, hoặc là prestigieux cũng được. Và ta có tìm thấy et la maison, và căn nhà của họa sĩ du peintre Claude Monet. Claude Monet. Ce village est célèbre. Cái làng này nổi tiếng, chứ danh. Bởi vì ở đó, car on y trouve de beaux jardins et la maison du peintre Claude Monet. Câu hỏi số 3. Comment Claude Monet a-t-il trouvé sa maison? Họa sĩ Claude Monet đã tìm ra cái căn nhà này của ông bằng cách nào? Ở trong nội dung của bài, người ta nói là Claude Monet a découvert cette maison par hasard au cours d'une promenade. Il l'a trouvé hasard au cours d'une promenade. Ông ta đi dạo chơi, chúng ta thấy ngôi nhà đẹp và đã mua để làm sở hữu. Promenade. Il a trouvé par hasard. Par hasard. Au cours d'une promenade. Đây chúng ta thấy là participe là trouver, nó phải phù hợp accord với mà cái pronom đi trước. Pronom đi trước là la, tức là la, tức là căn nhà đó. Do đó chúng ta phải thêm -ie. Nếu chúng ta dùng từ découvrir thì cũng vậy. Il a découvert par hasard. Il a découvert par hasard. Ở đây chúng ta cũng thấy nó có cái accord cũng phải thêm -e giống như là tụ về bên tên. Câu số 4. Où se trouvait son atelier et qui faisait-il? Ở đây chúng ta dùng động từ ở imparfait bởi vì đây là chuyện quá khứ. Cái xưởng vẽ của ông họa sĩ này nằm ở chỗ nào? Và ông ta đã làm gì ở chỗ đó? Faisait-il? Qui faisait-il? Ông ta đã làm gì ở chỗ đó? Cái xưởng này thì nằm ở tầng trệt. L'artiste a créé son atelier au rez-de-chaussée. Nó nằm ở tầng trệt của căn nhà. Và et y a peint jusqu'à sa mort en 1926. Và ông ta đã sơn, đã vẽ những cái bức tranh dầu
ở đây là sơn, vẽ bức tranh và sơn bằng dầu, như vậy phải gọi động từ paint. Ông ta đã vẽ những bức tranh dầu cho tới khi ông ta qua đời năm 1926. Câu số 4 chúng ta trả lời là il, in tức là l'atelier, il se trouvait. 4, rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. Il a peint jusqu'à sa mort en 1926. Il này là cái xưởng. Il se trouvait au rez-de-chaussée. Ở đây, il y a peint. Ông ta đã vẽ bức tranh sơn dầu ở đó cho tới khi ông ta qua đời năm 1926. Peut-on visiter dans les environs du village? Ở trong các cái vùng phụ cận của ngôi làng này, người ta có thể tham quan những cái gì? Ở bên trên người ta nói là trong khu vực làng Giverny này thì có nhiều khu vườn đẹp, rồi có căn nhà của họa sĩ Claude Monet. Ngoài ra, tức là các cái tài nguyên, tức là những cái chỗ mà người ta tới để thưởng lãm đó, không có dừng lại ở chỗ đó, tức là không dừng lại ở những cái khu vườn và ngôi nhà của Claude Monet, mà người ta còn có thấy là vùng này còn có những cái cảnh quan về khảo cổ, những cái lâu đài và những cái khu vườn rất là đẹp, cũng như là những cái viện bảo tàng rất là phong phú. Vậy chúng ta thấy là có thêm là site archéologique là một, château prestigieux là hai, jardin merveilleux là ba và Richemusée là bốn. Chúng ta trả lời là dans les environs du village. Dans les environs du village. On peut visiter. Bốn ở bên trên visiter des sites archéologiques, những cái khu vực khảo cổ, des châteaux prestigieux, prestigieux là rất là đẹp, des jardins merveilleux et de riches musées. Dans les environs du village, on peut visiter des sites archéologiques, des châteaux prestigieux, des jardins merveilleux et de riches musées. Ở phần cuối câu số 6, người ta yêu cầu chúng ta làm một bài tập viết. Vous avez visité Giverny et ses alentours. Các bạn đã đi tham quan làng Giverny và các cái vùng phụ cận. Écrivez un courriel à un ami. Các bạn hãy viết một thư điện tử, tức là cái email đó, cho một người bạn, bạn nam hay là bạn nữ cũng được. Pour lui raconter votre excursion, để kể cho người ta, cho cái người đó nghe cái chuyến đi của bạn. Như vậy chúng ta khi muốn viết một bài viết này, chúng ta phải có nhập đề, thân bài và kết luận, và chúng ta đã đi thăm cái làng này trong cái dịp nào, đi tham quan bằng cái gì. Rồi đó là phần nhập đề. Ở phần thân bài chúng ta đã mô tả ở Giverny có cái gì, chúng ta đi tham quan những khu vườn, đi tham quan những cái khu vườn rất là đẹp, đặc biệt là ngôi nhà của họa sĩ Claude Monet. Rồi sau đó chúng ta đã lấy xe đi tham quan những cái vùng phụ cận của làng này, các lâu đài, các viện bảo tàng. Và kết luận chúng ta nói đây là một làng rất là nhỏ, cái vùng đất mang đi, nhưng mà rất nổi tiếng bởi vì nó rất là đẹp và nó có tính lịch sử. Đó là chúng ta đã ghi một cái bài, nó có đủ 3 phần, rất là cân đối. Xin chào tất cả mọi người.